con ngủ trưa thì phải cất cái xe vào, không được mất đấy nhá. Gớm mẹ cứ lo, xóm mình là xóm an ninh mà, làm sao mà mất xe được. Đấy là người khác nói thế thôi, còn tôi thì vẫn lo chứ. Hôm trước lướt TikTok tình cờ thấy khóa này nó tiện quá, nhỏ gọn quá mà giá rất là rẻ. Mua thử về xem như thế nào. Chắc là như hàng mã thôi, tiền nào của nấy mà. Nhưng mà ối rồi ôi, quả hàng mã là uy tín thật anh em ạ. Tôi đã cờ lên tôi đập mãi mà nó không hề hấn gì, chỉ xước một chút nhẹ ở bên ngoài thôi. Bảo sao sản phẩm bán được hơn 34.000 lượt bán và nằm trên top thịnh hành của TikTok. Khóa này thì được dùng cho những xe nào có phanh đĩa như này nhá. Bỏ ra có vài chục nghìn mà bảo vệ được chiếc xe mấy chục triệu, đáng mua lắm mọi người ơi.